Xuân ấy pháp quang xin bảo hà, xuân ấy pháp quang mang di cắt quật nhìn sâu sang hàng đầu. Thập lục ngàn ni sông bao nhiêu thổ mang tùy đầu, làm tôi nhớ công đức ni lập đền phục sự ý. Hoàng đi sấm động hoàng bảy lục di thần thần thông. Sông nhân ai vang lập kỳ diệu quang minh diệu tử dung, ngã thấy ta cùng giả kim phùng hoàng thần thần thánh xua thiên phùng cư. Liêu hồ dễ pha công liêu công liêu
xa hồ lưu xa hồ dì xa. Nào là các ả tiên ngã, nào cô, nào cô tìm các cô phải cha, các cô pha già mời ông giúp giúp chén ô long quần quần tiên các cô giúp dung nghi xe xào long cô nâng nâng bình bình ngọc các bạn tiên dâng dâng ông xe và yến hương kim vàng xà ô long yến thượng kim vàng mẫu đơn cùng xà long bình để lúc thừa nhàn hoàng bảy yên vui đinh có mấy hồng xà pha sen các cô khuyên mời hình hương mỹ vị được mùi kỳ tân ni a tân ni đưa mùi kỳ tân 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 Hà Sa.
quan hoàng bày nhân ai lên đất ni bảo đêm mùi phong nguyệt ý. Đó là tiên cảnh nhị thân thiên sang ngô sang ngô liêu phàm tiên cảnh thần tiên trên bảo tiên cảnh thần tiên trên bảo hà. Hoa đào năm ngoái nghỉ mười phân xa con kẻ xa sang cô liêu phà ở xa mới còn kẻ xa mười phân mà có ai hẹn ý bao giờ từ ba tư vì đường ông đi dâm linh ý tình nhờ ông bảy người gặp tiên sáng ngô liêu phàn tiên gặp mơ tiên tình ngơ bảy người có say một tí với đời khuyên ơi giữ son đào làm người đi đến cửa Phật lấy giữ Di Đà là hơn cả đầu mình dần dần xa nề lão ông xếp miên ghế ông đây là người phúc hậu thảo hiền tu nhân tích đức hoàng bảy xếp miên do thọ dương thành bụi trần thành ngây ngây cao
cao rồi lại mười phần ghế ông thanh cao. Đón rước bề bè bảo hà tổ đôi tiệc hoàn xuân thanh sáng ngời hội cung.